Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan ạ. Phiên buổi sáng này tiếp tục lên những dòng hoa lan rừng đã thuần chia sẻ đến các bác như là Lai Châu này, Quế Trắng tháng 8, Sơn Thủy Tiên, Kiều, Hoàng Nhạn các bác nhé. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp vào số 0372094157 cũng là số Zalo ạ. Bác nào uống trà ngon Thái Nguyên đặc sản của Tân Cương Thái Nguyên alo cho em nhé. Mức giá thấp nhất là 250k/kg cho đến những dòng trà đinh thượng hạng các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một cây phi điệp lá kẻ này. Lá kẻ rất là đẹp các bác nhá. Dòng này các bác ngắm lá cũng rất là phê. Cực kỳ đẹp luôn, thì mai thanh lý cho các bác nhá, rất là nhiều kỳ. Rất là nhiều kỳ cả nhà nhá. Cái này về các bác đừng cả chậu to ạ. Đây thì mai thanh lý cho các bác đẹp lắm. Lá kẻ các bác nhá. Lá kẻ này. Dòng này ngắm lá thích lắm các bác nhá. Đấy, lá kẻ phát tài không nhá. Chậu này em chia sẻ với các bác giá là 800 không nhá, 800 rất là nhiều kỳ. Các bác nào mà lấy một thân to ấy và anh Mai cắt 3 cái kỳ ra thì là còn 3 cái kỳ, là một thân to với 3 cái kỳ thì em để giá là 700 các bác nhá, 700. Còn lấy cả là 800. Mai có 2 chậu không nhá. Chậu này thì được 1 kỳ này, này là tốt rồi. Chậu này được 1 kỳ này. Chậu này anh Mai chia sẻ giá là 600 các bác nhá, 600. Đẹp lắm. Em lên chậu mít Phú Thọ các bác nhá. Cái này mít Phú Thọ đẹp lắm. Mặt hoa em để trên bài các bác nhá. Hoa cánh bầu bay cong vút các bác nhá. Tròn vo cong vút, lá siêu phê. Em thấy cái mặt bông này quá xuất sắc luôn các bác ạ. Mít Phú Thọ các bác nhá. Đây này, nó ra hoa mà lá nó vẫn còn các bác nhá. Nó chọn rất là khỏe các bác ạ. Đây ạ. Chỗ này em chia sẻ với các bác giá là mít Phú Thọ nhá, 500 các bác nhá. Hai thần to như thế này. 500 mít Phú Thọ các bác nhá. Phú Thọ, chỗ số 2. Này ba mầm các bác nhá. Lá đẹp quá. Đây. Thân này chưa cho hoa này, sẽ cho các bác nhá. Đây ạ. Chỗ này em chia sẻ với các bác giá là 450 nhá, 450k ạ. Ba màu các. Mai lên cho các bác kiểu tím nhá. Cái này nó là tím yên tử các bác nhá, hoa rất là đậm và đẹp. Đấy. Các bác thân lá này. Hoa rất là đậm và đẹp. Thanh Mai có những cái chậu kiểu tím yên tử to. Tính để Tết bán nhưng mà thôi mấy hôm nữa em chia sẻ với các bác nhá. Những cái chậu đấy thì Tết nó sẽ cho hoa rất đẹp. Chậu này em chia sẻ với các bác giá là 220. Tím yên tử 220 các bác nhá. Các này, thanh lý 250 các bác nhá. Thanh lý 250. Hai chậu Sơn Thủy Tiên em thanh lý 250. Đây. Em trâu rừng này. Rừng cam các bác nhá, rừng cam. Em trâu rừng này em bán cho các bác là 450 nhá. 450 ạ. To đẹp tới đây rất là nhiều hoa các bác nhá. Bộ rễ khủng khiếp luôn. 450. Trâu rừng này thì 200 các bác nhá, 200. Tết này các bác thầu ngắm hoa. 200 ạ. Với chậu quế số 2. Đẹp lắm này. Cái lan này kệ nó cho nó đẹp các bác nhé, trang trí. Chậu quế số 2 là 250 các bác nhé, 250 ạ. Quế Hòa Bình các bác nhé. Hai cái lúc nãy là quế Thanh Hóa các bác nhé. Cái này ba ngọn rất đẹp này, lá to này. 450 các bác nhé. Số 3 là 450. Chậu Hoàng Nhạn này, tất cả là hàng thuần rồi nhá. Siêu đẹp. Đây ạ, chậu này thì Mai lên chia sẻ với các bác giá là 450 nhá. 450, chậu Hoàng Nhạn. Một lũa nhạn nhá, kép gỗ gang bầu nhá, nó đẹp con nhá. Cái chỗ này ít nữa nó sẽ đẻ con bác này, thân dừa rất là mạnh các bác nhá, nó đẹp, cao vào 30 cm hơn các bác nhá. Đấy, lũa này hai ngọn em chia sẻ giá là 450 nhá. Gỗ lũa gang bầu siêu đẹp luôn. 450 ạ. Thứ ba anh chị vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.